cổ vũ và yêu thích nghệ sĩ nào nhất? Cô Dễ Thương. À sao vậy? Cô Dễ Thương, cô Thân Thiện, cô Lục. Cô Cung Te nha, không có lộn. Dễ Thương 3:40 luôn hồ, 3:40 luôn hồ. Cái gì? Mà sao giờ chân chưa được chụp, chụp được tấm hình nào luôn? Trời chờ giờ, chạy chờ nhóm giờ xin chụp cho em chụp với cô một tấm em đi học. Tấm gì vậy? Em chờ đợi sáng giờ luôn á chị. Ba người đi còn có mình tôi sân khấu à. Rồi mấy người về rồi ai hò hét. Sớm mơ giờ là mấy người lăn xả ở đây. Giờ rồi về sao được. Coi vậy sao đặng. Đúng không? Dạ đúng. Sáng mình hẹn nhau rồi đừng làm vậy. Alo, thầy nghĩ thầy. Bắn đi con. Con chụp rồi con về làm sao? Chụp rồi nó về đó cô. Chụp rồi về đó. Không có tiếng hả? Nãy mình hẹn nhau rồi. Châu rồi. Nãy mình hẹn nhau đúng không? Dạ hẹn. Hẹn nhau là con ở đây với cô Hương. Cho cô Hương vui cho tới cuối chương trình luôn mà nãy giờ la cuồng vậy. Tự nhiên còn game cuối lắc nó ba người đi trơn còn mình tôi à. Cái đi về. Làm vậy sao đặng? Một mày một mình mày là đầu tàu mà bây về nguyên đám mà sao không về á? Ok cô Hương, cô Hương. Đó là lớn nhất trong đó thể hiện sự yêu quý của cô. Cố gắng lên. Cô hứa danh dự rồi, giờ cô không chụp đâu. Chưa. Cô làm sao nhìn cô xuống, cô ngồi kế bên con chụp với con luôn. Thấy ghê chưa? Đi cô chợ, cô đợi được cái 4:30 không? Cô đi tới ngồi xuống với con, cô chụp với con.